Laudetur Jesus Christus Ngợi khen Chúa Jesus Kitô Đây là Đài Phát Thanh Vatican Chương Trình Việt Ngữ Đoàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ bảy mùng 6 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có một xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 5. Cầu cho các tín hữu Kitô Phi Châu biết làm chứng tá ngôn sứ cho hòa giải, công bằng và hòa bình theo gương Chúa Giêsu thương xót và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe tứ quyết và máy anh trình bày tin tức. Và thì càng, hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tới Chúa là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã thực hiện các nhân đức đến mức độ anh hùng. Việc công bố này đã được Đức Thánh Cha cho phép trong buổi tiếp kiến trước đó vào ban sáng cùng ngày dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato tổng trưởng bộ phong thánh, bộ phong thánh đã đi tới sắc lệnh trên đây sau khi chín cố vấn của bộ đã cứu xét tập hồ sơ đúc kết về cuộc sống và các nhân đức của vị tôi tới chúa đức hồng y nguyễn văn thuận và ban cố vấn đã bỏ phiếu thuận. Tiếp đến là cuộc họp của hội đồng các hồng y và giám mục thành viên của bộ phong thánh, các vị đã đồng thanh bỏ phiếu thuận. Với sắc lệnh này, từ nay đức hồng y francisco xavier nguyễn văn thuận có thể được gọi là bậc đáng kính. Giai đoạn kế tiếp là bộ phong thánh sẽ chính thức cứu xét phép lạ nhờ lời truyền cầu của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Hội đồng giám định y khoa của bộ sẽ cứu xét cuộc khỏi bệnh. Nếu họ xác nhận việc khỏi bệnh này, khoa học hiện nay không giải thích được, thì sẽ chuyển lên Ủy ban Thần học của bộ cứu xét. Nếu lọt qua cửa ải này, thì sẽ đến lượt Hội đồng các Hồng Y và Giám mục của bộ cứu xét và bỏ phiếu. Nếu được chấp thuận, thì sẽ đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn và cho công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tơ Chúa. Sau đó là việc ấn định Ngài Phong chân Phước. Án Phong chân phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được khởi sự cách đây gần 10 năm vào ngày 16 tháng 9 năm 2007 tại Tòa giám quản Roma với sự chuẩn trước trước thời hạn 5 năm do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong buổi tiếp kiến ngày 17 tháng 9 năm đó, Ngài nhắc đến chứng tá đức tin rạng người mà vị mục tử anh dũng này để lại cho chúng ta. Sau 3 năm, cuộc điều tra ở cấp giáo phận Roma được kết thúc long trọng ngày 22 tháng 10 năm 2010 trong một buổi lễ tại tòa giám quản do Đức Hồng Y Agostino Valini chủ tọa. Toàn bộ hồ sơ gồm 11.000 trang được niêm phong và gửi về bộ phong thánh để cứu xét. Cũng nên nói thêm rằng, cùng được Bộ Phong Thánh công bố sáng ngày mùng 4 tháng 5 vừa qua, có bốn sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của bốn vị tôi tớ Chúa và một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tự đạo. Sáu sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng, trong đó có Đức Hồng Y Elia Dalla Costa, Tổng giám mục giáo phận Firenze, Trung Italia, qua đời năm 1961, thọ 89 tuổi. Trong thời Thế chiến thứ hai, Đức Hồng Y nỗ lực cứu thoát người Do Thái, Năm 2012, Ngài được Viện Yad Vashem ở Israel nhìn nhận là người công chính giữa các dân nước. Vatican, hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh và Cộng hòa Liên hiệp Myanmar đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp đại sứ về phía Myanmar và sứ thần về phía Tòa Thánh. Thông cáo trên đây được công bố sau khi Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng bà Aung San Suu Kyi, Ngoại trưởng của Myanmar và là người đã được giải Nobel Hòa Bình. Với quyết định trên đây, Myanmar trở thành quốc gia thứ 183 có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Cách đây gần 2 tháng, trong bản tin chuyển đi ngày 13 tháng 3, hãng thông tấn Asia News cho biết, ngày 10 tháng 3 trước đó, đài truyền hình nhà nước Myanmar đã đưa tin, trong phiên nhóm ngày 10 tháng 3, Quốc hội Myanmar đã đồng thanh chấp thuận việc lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh cùng với 6 nước khác là Guinea, Manta, Ecuador, quần đảo Seychelles, Liberia và quần đảo Marshall. Quyết định này cũng được đăng trên báo Mirror, cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Myanmar. Đề nghị lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh đã được Đức Tổng giám mục Paul Tersang In Nam, sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, kiêm khâm sứ tại Myanmar, cùng với Đức Hồng Y Charles Tổng giám mục thủ đô Yangon, đề nghị với bà ngoại trưởng Aung San Suu Kyi hôm mùng 8 tháng 2 năm nay. Myanmar chỉ có gần 54 triệu dân thuộc 135 sắc tộc khác nhau và có khoảng 680.000 tín hữu công giáo, trong đó 90% thuộc các sắc dân thiểu số và hiện có 13 giáo phận, trong đó có 3 tổng giáo phận với 23 giám mục, 940 linh mục và 1.400 tu sĩ nam nữ. Vatican, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày 24 tháng 5 tới đây tại dinh tông tòa. Sau đó Tổng thống sẽ gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ khanh Tòa Thánh có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher cùng hiện diện. Cùng ngày mùng 4 tháng 5, các quan chức tòa nhà trắng cho biết cuộc gặp gỡ Đức Giáo Hoàng là thành phần chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Trump ở nước ngoài với chặng dừng tại Israel và Ả Rập Saudi trước khi tham dự cuộc họp của khối NATO ở Bruxelles ngày 25 tháng 5 và hội nghị thượng đỉnh của bảy cường quốc quen gọi là G7 ở Taormina trên đảo Sicilia của Italia trong hai ngày 26 và 27 tháng 5 tới đây. Theo Tòa Nhà Trắng, cuộc công du này của Tổng thống Trump là một cố gắng liên kết ba tôn giáo lớn trên thế giới trong chính nghĩa chung là chiến đấu chống nạn khủng bố, hiện diện tại Iran và liên kết thế giới chống nạn bất bao dung. Vatican, chiều thứ Bảy mùng 6 tháng 5 hôm nay, 40 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ sẵn sàng bảo vệ Đức Thánh Cha dù có phải hy sinh tính mạng. Trong lễ tuyên thệ năm ngoái có 23 tân vệ binh. Lễ tuyên thệ diễn ra tại San Damaso ở nội thành Vatican do Đức Tổng giám mục Angelo Becciu phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh chủ tọa. Trong số các quan khách hiện diện cũng có nhiều vị trong chính quyền liên bang Thụy Sĩ. Đứng đầu là Tổng thống Doris Lafhart và Chủ tịch Thượng viện Liên bang, ông Ivo Bischoff Berger. Ngoài ra có Đức cha Jacques Morerot, Giám mục Giáo phận Vribourg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ. Trước đó vào ban sáng cùng ngày mùng 6 tháng 5 hôm nay, các vệ binh Thụy Sĩ sẽ tham dự thanh lễ do Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, chủ sự tại Đền thờ Thánh Phaero. Ngày mùng 6 tháng 5 hàng năm được chọn làm ngày tuyên thệ của các tân vệ binh để nhắc nhớ biến cố cách đây 490 năm, tức là ngày mùng 6 tháng 5 năm 1527 trong vụ Roma bị cướp phá. 147 vệ binh thụy sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ đấng kế vị thánh Phêrô. Họ thực sự là những anh hùng cần noi theo không chút do dự. Đoàn vệ binh thụy sĩ ở Vatican có 110 người. Các vệ binh thường đăng ký phục vụ 2 năm. Caracas, Đức Hồng y Porras Cardoso, Tổng giám mục giáo phận Merida bên Venezuela, tố giác nạn bạo lực tiếp tục gia tăng tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin xia của Hội đồng giám mục Italia, Đức Hồng Y Cacdozo nói, «Chưa bao giờ tôi thấy tình trạng cam go như hiện nay tại Venezuela và tôi e ngại rằng bạo lực sẽ gia tăng hơn nữa». Hôm 27 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và đã trình bày cho ngài về tình hình đất nước Venezuela đức hồng y Porras cho biết đức thánh cha cũng như đức hồng y parolin quốc vụ khanh tòa thánh đặc biệt lo âu hai vị muốn biết tin tức về tình hình nhưng hầu như tất cả mọi nẻo đường đều bị bít kín dân chúng hiện nay đã kiệt quệ thiếu lương thực và thuốc men đức hồng y nói người ta không biết làm sao tìm được con đường để mang lại hy vọng cho dân chúng bao nhiêu là người đói và thiếu thuốc men người ta không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm tại Merida, thành phố có 200.000 dân cư, có đại học đứng thứ hai trên toàn quốc về tầm quan trọng. Các sinh viên tiếp tục biểu tình và cuộc đàn áp của nhà nước thật là nặng nề. Tuần này có hai người chết và tình hình thật là khó khăn. Fatima, một sâu chuỗi mân côi khổng lồ cao 26 mét, nặng 540 kg, sẽ chào đón Đức Thánh Cha vào ngày 12 tháng 5 tới đây khi Ngài đến viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Fatima, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Sâu chuỗi do nghệ sĩ Joanna Vasconcelos người Bồ Đào Nha thực hiện, gồm những hạt khổng lồ màu trắng, đã được giới thiệu với giới báo chí hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua trước nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Fatima. Tuy nhiên, các hạt chỉ được thắp sáng từ ngày 12 tháng 5 khi Đức Thánh Cha tiến vào khuôn viên đền thánh. Từ đêm đó, mỗi ngày trăng hạt sẽ được thắp sáng từ lúc 9 giờ rưỡi tối khi bắt đầu kinh mân côi tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, cho đến tháng 10 năm nay. Sâu chuỗi này do Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima thuê thực hiện, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra, theo chứng từ của bác Mục Đồng, khi hiện ra Đức Mẹ cầm ở tay sâu chuỗi hạt màu trắng. Cũng liên quan đến Fatima, Đức Hồng Emmanuel José Macario do Nascimento, Thượng phụ thành Lisboa Bồ Đào Nha nhận định rằng, cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Fatima là một sứ điệp hy vọng đối lại những sứ điệp giả dối của thế gian trong bối cảnh thế giới trao đảo ngày nay. Trong diễn văn khai mạc khóa họp toàn thể vừa qua của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, Đức Hồng Y Nascimento nói, Hiện nay, bối cảnh thế giới đang bị xáo trộn, các vấn đề hoàn cầu thật là nhiều và cảm giác nguy cơ đang gia tăng khi người ta biết hoặc tưởng là mình biết mọi sự và từ mọi phía, quá mau lẹ và dồn dập không thể được nhận diện, xác định và hội nhập. Đức Hồng Y Thượng Phụ Lisboa cũng nhắc đến bối cảnh xã hội thời Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng Francisco, Jacinta và Lucia hồi năm 1917 trong thời Thế chiến thứ nhất. Ngài nhận xét rằng giữa những tin tức về chiến tranh, sứ điệp của ba mục đồng không trùng hợp với những tin tức thời sự bấy giờ. Sứ điệp được các mục đồng truyền đi chủ yếu hệ tại lời kêu gọi hoán cải, thay đổi cuộc sống, đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ và chỉ như thế mới có thể đạt được hòa bình là cách duy nhất để bảo đảm tương lai. Đức Hồng Y đặt câu hỏi, thời đó là như thế, tôi không biết có rất khác so với ngày nay hay không quý vị đang theo dõi chương trình việt ngữ đài vatican tiếp theo đây kính mời quý vị cùng trần phúc nhạc suy niệm lời chúa Bài trích Phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói: "Thật, thầy bảo thật cùng các con, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra." khi đã lùa chiên mình ra ngoài kẻ ấy đi trước và chiên theo sau vì chúng quen tiếng kẻ ấy chúng sẽ không theo người lạ trái lại còn trốn tránh vì chúng không quen tiếng người lạ chúa giê xu phán dụ ngôn này nhưng họ không hiểu người muốn nói gì bấy giờ chúa giê xu nói thêm thật thầy bảo thật các con thầy là cửa chuồng chiên tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp và chiên đã không nghe chúng. Thầy là cửa, ai qua thầy mà vào thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn thầy, thầy đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. Thứ bảy tuần trước, 29 tháng 4, Đức Hồng Y Giuseppe Bertole, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican đã truyền chức linh mục cho 31 phó tế thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei. Lễ truyền chức được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Eugenio, trụ sở trung ương của giám hạt Opus Dei ở Roma. 31 tên linh mục đến từ 16 quốc gia thuộc 4 châu lục, trong đó đông nhất là Tây Ban Nha và các nước Mỹ châu Latin, và có cả Bắc Mỹ, Australia và Kenya bên phi châu nữa. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Bertole nhắc nhở các kiến chức rằng, để chu toàn sứ mạng, linh mục phải có cùng một tương quan với Chúa Giêsu như tương quan của Chúa Con với Chúa Cha. Ngài nói, hãy duy trì sự hiệp nhất với Chúa Kitô đừng nghĩ đến việc nói điều gì là của riêng mình, với ý thức rằng nếu không có Chúa thì chúng ta không thể làm được gì. Đức Hồng Y cũng nói rằng, các thầy thân mến, lát nữa đây, các thầy sẽ được biến đổi thành Đức Kitô. Các thầy sẽ là dụng cụ sinh động của Ngài. Như thể con người của các thầy biến mất trước con người của Chúa để Ngài hành động qua các thầy. Câu nói này biểu lộ một chân lý thâm sâu như tin mừng Thao Thánh Gioan đoạn 10 cho thấy đó là tương quan mật thiết giữa Chúa Kitô và những người được Chúa chọn hành động nhân danh Ngài nó cũng biểu lộ cách chung tương quan của Chúa Kitô vị mục tử nhân lành đối với đoàn chiên và từng con chiên của Ngài. Ngài biết rõ mỗi con chiên, Ngài là cửa trường chiên, chiên nghe tiếng Ngài và Ngài hướng dẫn chúng. Đức Thánh Cha Phan Cô cũng nhận xét rằng khi chiêm ngắm trang tin mừng này, chúng ta có thể hiểu đâu là tương quan Ngài có với các môn đệ một tương quan dựa trên sự dịu dàng, yêu thương, biết nhau và trên lời Chúa hứa ban một hồng ân khôn lường. Thầy đến để họ được sống và sống dồi dào. Tương quan ấy cũng là mẫu mực những tương quan giữa các tín hữu Kitô và giữa con người với nhau nữa. Quả thực, như Đức Thánh Cha vừa nhận xét, không phải chỉ có các vị giáo hoàng, linh mục, giám mục, tu sĩ mới được mời gọi trở thành những mục tử tốt lành như Chúa Kitô. Trái lại, tất cả những tín hữu mang danh hiệu Kitô cũng đều được Chúa mời gọi chia sẻ tình thương của Ngài cho tha nhân. Nói khác đi, mỗi tín hữu được mời gọi trở thành mục tử nhân lành, có tương quan dịu dàng, yêu thương và thậm chí sẵn sàng hiến mạng sống vì anh chị em đồng loại của mình cụ thể có nghĩa là vợ chồng tận tụy yêu thương và tha thứ cho nhau cha mẹ tận tình săn sóc con cái bất kể nhọc nhằn và hy sinh hoặc những bác sĩ y tá công chức nhà nước không hành động theo tinh thần sống chết mạc bay tiền thầy bỏ túi hay chỉ biết tham nhũng hối lộ tuyên quan ấy cũng có nghĩa là những người hữu trách chính trị không tìm cách củng cố địa vị của đảng phái và tư lợi nhưng biết thực sự quan tâm đến tự do và quyền lợi của nhân dân. Chúa nhật thứ tư mùa phục sinh hôm nay với bài phúc âm Chúa Kitô mục tử nhân lành cũng là ngày thế giới cầu cho ơn gọi, giáo hội mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu xin Chúa ban thêm cho giáo hội những vị chủ chiên nhiệt thành, biết quảng đại, quên mình, tận tụy săn sóc đàn chiên Chúa cánh đồng truyền giáo ngày càng minh mông nhưng thiếu những người hiến thân đi rao giảng lời Chúa cho dân ngoại trong ý hướng đó lời cầu nguyện của các tín hữu cần thiết hơn bao giờ hết trong việc góp phần xây dựng giáo hội và mở rộng nước Chúa trên trần thế này để tiếp tục chương trình mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua <laughs> Kính thưa quý vị thính giả, hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, tổ chức thiện nguyện We World vừa công bố bảng chỉ tiêu 2016. Theo đó, thế giới hiện nay không phải là một thế giới an toàn lý tưởng dành cho phụ nữ và trẻ em. 38% tổng số phụ nữ và trẻ em toàn thế giới, ước lượng khoảng 2 tỷ người, vẫn phải sống trong những môi trường quốc gia có nhiều hình thức kỳ thị trầm trọng hay rất trầm trọng. Và ngược lại, chỉ có 5% tổng số phụ nữ và dân số dưới 18 tuổi được sống trong những quốc gia có môi trường sống tốt đẹp. Giữa hai năm 2016 và 2017, con số phụ nữ và trẻ em phải sống trong tình trạng kỳ thị trầm trọng, gia tăng thêm 22 triệu người. Đó là những con số thống kê đáng lo ngại được đưa ra trong bảng chỉ tiêu mới được công bố của tổ chức thiện nguyện WeWorld. Đây là lần thứ ba bảng chỉ tiêu này được soạn thảo và công bố như là một dụng cụ nhắm đo lường sự hội nhập vào trong xã hội của các phụ nữ và trẻ em tại khắp nơi trên toàn trái đất bằng cách so sánh các dữ kiện về 34 lĩnh vực thu thập tại 170 quốc gia. Trong số các lĩnh vực cứu xét, có các chiều kích như săn sóc sức khỏe, giáo dục, môi trường sinh sống, văn hóa, chính trị an ninh, vân vân. Trong buổi giới thiệu bằng chỉ tiêu năm nay, ông Marco Chiesara, giám đốc tổ chức WeWorld, báo động rằng nếu không can thiệp ngay lập tức, thì chỉ trong vòng năm 2030 tới đây, con số phụ nữ và người trẻ dưới 18 tuổi bị kỳ thị sẽ gia tăng thêm 286 triệu. Con số ngang ngửa với tổng số dân chúng sống tại các nước Tây Âu hiện nay. Đứng đầu danh sách các quốc gia có môi trường hội nhập tốt nhất thế giới đối với phụ nữ và trẻ em là Na Uy. Đứng hạng chót là Cộng hòa Trung Phi. Trong số những yếu tố chi phối sự hội nhập tốt đẹp của phụ nữ và trẻ em có các cuộc tranh chấp vũ trang nội bộ, nạn khủng bố, các chế độ độc tài. Trẻ em nam nữ tại những nơi này không được đi học, có khi bị buộc phải trốn chạy quê hương xứ sở, đánh mất mọi quan hệ thân tình và nhà cửa. Nạn nghèo khổ cũng là một vấn đề nghiêm trọng ngăn chặn người trẻ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Hôm 3 tháng 5, Trung Quốc đã ban hành một đạo luật mới siết chặt hơn sự kiểm soát của chính quyền Cộng sản trên các nguồn thông tin mạng Internet, đặc biệt trong thời điểm sắp nhóm đại hội quan trọng của đảng cầm quyền dự định triệu tập vào cuối năm nay. Mạng Internet cho đến nay bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ tại Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh chặn các mạng xã hội như Facebook và Twitter, đồng thời kiểm duyệt loại bỏ mọi nội dung bị xem là tế nhị về mặt chính trị Hôm thứ tư mùng 3 tháng 5 vừa qua, hãng thông tấn quốc doanh Tân Hoa Xã cho biết, thẩm quyền đặt trách mạng internet của nhà nước Trung Quốc vừa ban hành một bản tiêu chuẩn mới, siết chặt vòng kiểm soát hơn, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 6 tới đây. Từ ngày ấy, các trang mạng, thảo chương hay diễn đàn, blog vân vân, muốn phát trực tuyến hay đăng tải tin tức, phim video tin nhắn đều phải xin phép trước khi phổ biến những nội dung có liên quan đến chính quyền, nền kinh tế, quân đội, ngoại giao hay là các vấn đề xã hội trong nước. Các nguồn cung cấp tin tức này theo thẩm quyền đặc trách mạng internet của nhà nước Trung Quốc phải hướng dẫn tư tưởng dư luận quần chúng cách đúng đắn và phục vụ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tuy vẫn phải bảo vệ lợi ích quốc gia và của nhân dân các cơ cấu không được chính quyền tài trợ không được phép làm phóng sự tận gốc nhân viên các mạng trực tuyến phải qua những khóa huấn luyện và khảo hạch của nhà nước trước khi được phép chính thức hành nghề những người lãnh đạo cao cấp phải do nhà nước chỉ định mọi mưu toan cộng tác hay hợp tác với một đối tác nước ngoài đều bị cấm nếu trước đó không được nhà nước trung quốc lượng định về mặt an ninh Ai vi phạm các điều khoản vừa liệt kê trên đây sẽ bị phạt 30.000 quan, tức khoảng 4.000 euro và rút giấy phép hoạt động. Vài ngày trước đó, tức là vào hôm 29 tháng 4 vừa qua, tổ chức Freedom House, căn nhà tự do của Hoa Kỳ, cũng đã công bố báo cáo về tự do báo chí thế giới trong năm 2016. Theo đó, quyền này đang tiếp tục xuống cấp cách nghiêm trọng. Theo báo cáo này, khoảng 45% dân số toàn thế giới đang sống trong những quốc gia không có tự do báo chí. Freedom House cho biết chỉ số đo lường tự do báo chí thế giới đang ở mức độ thấp nhất từ 13 năm nay. Đi vào chi tiết, Freedom House nhận định tình trạng tự do báo chí giảm mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Burundi, Bolivia, Serbia và Hungary. Hai nước khác là Nga và Trung Quốc vốn đã kiểm soát chặt chẽ mọi hệ thống truyền thông lại mới vừa áp đặt thêm nhiều biện pháp kiểm duyệt khác. Freedom House dự đoán tình trạng tự do báo chí sẽ tiếp tục thụt lùi. Nhất là vì một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này là Hoa Kỳ đang có dấu chỉ thối lùi. Khối các quốc gia dân chủ tự do như Liên Hiệp Âu Châu cũng thế. Tuy rằng Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu vẫn là những quốc gia tôn trọng tự do báo chí nhất trên toàn trái đất. Vấn đề cần đặc biệt để ý là nếu chính quyền Hoa Kỳ hiện nay tiếp tục chỉ trích hay phê bình các phương tiện truyền thông trong nước họ sẽ cùng lúc thu hẹp khả năng cảnh báo hay gây áp lực trên các nước khác khi các nước này vi phạm tự do báo chí cách tỏ tường hơn. Báo cáo của Freedom House cũng gần như tương tự với nội dung báo cáo của tổ chức ký giả không biên giới công bố vài ngày trước đó và quan sát tình hình tự do báo chí tại 199 quốc gia trên toàn thế giới. Hai nước độn sổ danh sách về tự do báo chí đồng hạng chót là Turkmenistan và Bắc Hàn. Cũng liên quan đến tự do báo chí, hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua là ngày thế giới tự do báo chí. Năm nay có chủ đề Tâm trí phê bình trong thời đại phải phê bình, vai trò của các phương tiện truyền thông nhắm xây dựng một xã hội tốt lành, hòa bình, công bằng và bao gồm hơn. Trong ngày Thế giới Tự do Báo chí năm nay, mọi người đặc biệt nghĩ đến 150 ký giả Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị cầm tù Ông Giuseppe Giulietti, Chủ tịch Liên hiệp báo chí toàn nước Italia nhấn mạnh, chúng tôi đặc biệt nhớ đến 150 ký giả thổ đang bị giam cầm. Từ nhà giam, họ đã gửi đến chúng tôi một sứ điệp nói rằng, đừng dập tắt, đừng che giấu chúng tôi, nhưng hãy là tiếng nói của chúng tôi và hãy lớn tiếng gào thật to chống lại âm mưu bịt miệng của chính quyền thổ. Hãy đòi hỏi trả lại tự do cho chúng tôi đây là một vấn đề lớn vì thổ nhĩ kỳ là thành viên tổ chức nato minh ước bắc đại tây dương và hồ sơ thổ xin gia nhập liên hiệp âu châu đang được cứu xét tình hình thổ nhĩ kỳ thật đáng lo ngại con số người bị câu lưu giam hãm ngày càng gia tăng không những chỉ các ký giả mà còn là các luật gia văn sĩ nghệ sĩ và sinh viên hàng chục ngàn người bị giam cầm đầy chật các nhà giam tất cả đều thuộc các cơ cấu độc lập với chính quyền erdogan nước thổ giữ một vị trí tối quan trọng trong lãnh vực đối thoại gặp gỡ và so sánh giữa những nền văn hóa đa dạng và có thể trở thành một giao điểm quyết định trên bàn cờ thế giới ngày nay nhưng hiện phải ở dưới một thể chế đang tìm cách xóa bỏ mọi khác biệt dù là khác biệt tư tưởng văn hóa chủng tộc hay chính trị Ngoài thổ nhĩ kỳ cũng có nhiều ký giả bị giam cầm ở một số quốc gia khác trên thế giới chẳng hạn như tại Syria, Ai Cập, Eritrea, Somalia, Venezuela. Tại Italia cũng có một số ký giả phải sống dưới sự bảo vệ của các lực lượng an ninh cảnh sát vì bị các nhóm tội phạm như mafia và camorra đe dọa. Hôm mùng 1 tháng 5, lễ lao động quốc tế đã được cử hành tại khắp nơi trên toàn trái đất. Lễ này được cử hành lần đầu tiên hồi năm 1889 để tưởng niệm vụ đặt bom tại một cuộc họp công đoàn ở Chicago 3 năm trước đó làm cho 10 người tử thương. Dịp lễ lao động năm nay đã có nhiều cuộc tuần hành từ đông sang tây, từ Âu đến Á để biểu dương lao động. Riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã giải tỏa và cấm một cuộc tuần hành ở thủ đô Istanbul. Tại một số quốc gia khác như là Italia và Pháp, đã có nhiều cuộc xung đột xảy ra giữa các đoàn tuần hành và lực lượng cảnh sát an ninh. Ở Á Châu, nhiều nhân công trong ngành dệt may tại Campuchia và Bangladesh đã biểu tình phản đối các điều kiện làm việc, trong khi tại Manila, thủ đô Philippines, các công nhân tuần hành phản đối tình trạng công an việc làm bấp bênh và các vụ hành hình ngoài vòng pháp luật mà Tổng thống Duterte cổ động. Trên toàn thế giới hiện nay, theo thống kê mới nhất của Văn phòng Lao động Quốc tế, có khoảng 201 triệu người thất nghiệp và dự đoán trong năm 2017 này sẽ có thêm 3 triệu rưỡi người nữa không có công an việc làm so với năm ngoái. Trong khi nạn thất nghiệp từ từ giảm sút tại các nước Tây Âu và Bắc Mỹ, số người không có công an việc làm vẫn còn ở mức độ cao ở Mỹ Châu Latin, nhất là ở Brazil với hơn 10%. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 5. Kính thưa quý vị tính giả, trong tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Phan Cô mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các kỳ tô hữu phi châu biết làm chứng tá ngôn sứ cho hòa giải, công bằng và hòa bình, theo gương Chúa Giêsu thương xót. Theo niên giám năm 2016 của Tòa Thánh, hiện nay trên thế giới giáo hội công giáo có 1 tỷ 272 triệu tín hữu. Từ năm 2005 tới 2014, số tín hữu gia tăng 14,1%, so với 10,8% sức gia tăng của dân số toàn thế giới và tín hữu công giáo hiện chiếm 17,8% tổng số dân trên thế giới. Trong vòng 9 năm, số tín hữu công giáo tại Âu Châu chỉ gia tăng 2% và chiếm 2% tổng số tín hữu công giáo thế giới. Trái lại, số tín hữu công giáo Phi Châu năm 2014 được 215 triệu và gia tăng gấp đôi so với tín hữu công giáo Á Châu tức gần 41% so với sức gia tăng 23,8% dân số toàn đại lục phi châu. Liên quan tới hàng giáo sĩ, trong thời gian 2005 tới 2014, số giám mục phi châu gia tăng 12,9%. Trong cùng thời gian này, số linh mục phi châu gia tăng mạnh nhất với 32,6%. Điều này cũng có nghĩa là số giáo dân do các linh mục trông coi gia tăng tại phi châu. Tại Phi châu và Á châu, các phó tế là hiện tượng hầu như không được biết tới. Số nữ tu cũng gia tăng tại Phi châu và Á châu từ 27,8% lên 35,3%. Số đại trùng sinh tại Phi châu gia tăng 3,8%. Phi châu và Á châu chiếm 53,9% tổng số linh mục trên toàn thế giới. Và khả thể thay thế tại Phi châu và Á châu là 66 và 54 ứng viên cho mỗi 100 linh mục trong khi tại Mỹ châu và châu Đại Dương chỉ có 10 ứng viên cho mỗi 101. Như thế theo thống kê nhân lực và số tín hữu của giáo hội Công giáo phi châu gia tăng mạnh. Đó là chưa kể tới số tín hữu thuộc nhiều giáo hội Kitô anh em khác. Tuy nhiên Kitô hữu phi châu hiện đang phải đương đầu với rất nhiều thách đố khó khăn, trong đó có nạn nghèo đói, chiến tranh xung khắc, óc duy bộ tộc, nạn chậm tiến, mù chữ, mê tín dị đoan và cuồng tín tôn giáo tuy là một đại lục rất giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng từ bao thế kỷ nay, Phi Châu đã bị các nước Tây Âu khai thác bóc lột qua phong trào thực dân. Và giờ đây, sau khi đa số các nước Phi Châu đã giành được độc lập từ thập niên 1960 tới nay, họ lại bị rơi vào chính sách tân thực dân kinh tế, với cùng chính sách khai thác bóc lột, nhưng lần này có thêm sự hiện diện của các tổ chức đa quốc dưới lãnh đạo của các nước Phi Châu dễ bị rơi vào vòng kiềm tỏa của các chính quyền Tây Âu và các tổ chức đa quốc nên đã không giúp cải tiến cuộc sống của các dân tộc Phi Châu như đáng lý ra phải có. Một trong các thí dụ điển hình là tình hình Cộng hòa Dân chủ Congo lâm cảnh nội chiến vì có nhiều quặng mỏ, trong đó có kim cương, vàng, bạc, cô dầu hỏa và khí đốt, nhất là trong vùng Kivu ở phía đông. Đây là vùng có chiến tranh liên miên trong nhiều thập niên qua với sự tham dự của nhiều lực lượng vũ trang khác nhau, mục đích là tranh giành quyền kiểm soát và khai thác các quặng mỏ này. Các cuộc nội chiến đã khiến cho 3 triệu người thiệt mạng. Thí dụ điển hình của các cuộc xung khắc bộ tộc bên Phi châu là các vụ thảm sát xảy ra giữa hai chủng tộc Hutu và Tutsi tại Rwanda và Burundi hồi năm 1994 khiến cho gần một triệu người của cả hai chủng tộc bị thiệt mạng. Dưới thời bảo hộ của Bỉ, người Bỉ đã phò chủng tộc Tutsi chiếm thiểu số, nhưng được ưu đãi hơn chủng tộc Hutu chiếm đa số. Người Tutsi nắm giữ nhiều chức vụ và là lực lượng chính chỉ huy quân đội Rwanda. Khi cuộc nội chiến bùng nổ, thù hận đã gây ra cảnh tàn sát ngay giữa các thành phần trong cùng một gia đình với nhau vì chồng là Tutsi, vợ là Hutu hay ngược lại và điều khiến cho người ta phải băn khoăn, đó là trong một số trường hợp có cả vài linh mục tu sĩ cũng liên lụy trong các vụ tàn sát này giữa hai chủng tộc nữa. Phi châu có hàng trăm chủng tộc khác nhau và ngay trong một nước rất thường khi cũng bao gồm hàng mấy chục chủng tộc và bộ lạc khác nhau. Thế rồi ranh giới giữa các nước đã được phân chia dưới thời thực dân là ranh giới giả tạo và thường không tôn trọng vùng đất sống của các chủng tộc đã có từ ngàn xưa. Do đó xảy ra cảnh có nhiều chủng tộc sống tại hai ba nước gần nhau. Một thí dụ điển hình khác nữa là Nam Sudan là vùng có mỏ dầu hỏa và khí đốt. Đây cũng là một trong các lý do khiến xảy ra cảnh nội chiến, gieo chết chóc tàn phá thương đau cho các bộ tộc và khiến cho hàng trăm ngàn người phải di cư lánh nạn chiến tranh, đặc biệt là trong vùng Darfur. Tại các nước như Nigeria và Somalia, Nội chiến bùng nổ vì có các lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram và Seleka cũng như Al-Shabaab, chủ trương hồi giáo hóa xã hội, hoạt động. Nhiều nhóm ý thức hệ chính trị thường xuyên dùng chiêu bài tôn giáo làm bình phong, che đậy các tham vọng chính trị, kinh tế và các lợi lộc riêng tư của họ, đôi khi với sự đồng lõa của các lực lượng đa quốc, muốn lợi dụng tình hình bất ổn để buôn bán khí giới và khai thác các quạng mỏ và tài nguyên thiên nhiên rẻ tiền. Từ bao thập niên qua, Phi Châu là chợ trời buôn bán khí giới béo bở của các nước Tây Âu và các tổ chức đa quốc. Chính trong bối cảnh phức tạp khó khăn này, trong tháng năm tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho các Kitô tô hữu Phi Châu biết làm chứng tá ngôn sứ cho hòa giải, công bằng và hòa bình, theo gương Chúa Giêsu thương xót, để chữa lành các vết thương do chiến tranh xung khắc và tù hận gây ra và để cho các dân tộc Phi Châu có được cuộc sống an bình và thịnh vượng. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Mẹ là bóng mát do Mai Thiên Vân trình bày, nhạc và lời của Phan Cô. bóng ma thi che đầu mẹ là như bóng ma thi che đầu dưới nắng nhưng ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mai chờ che mẹ là như bao Suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mát y che đầu mẹ là như bóng mát thi che đầu. dưới nắng nhưng ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dẫn con đi gian nguy đưa con về mẹ mai chờ che mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng mơ về tới quê nhà cây lá tỏa ngàn thương con sống trong tình thương sống trong tình thương con đi gian nguy đưa con về mẹ mai chờ che mẹ, mẹ là cây xanh thắm trên người đi trong nắng bảo về tới quê nhà cây lá tỏa ngàn thương con sống trong tình thương sống trong tình thương mẹ vẫn che đầu mất trên khuhôn khó rất con đi gian nguy đứa con đời mẹ mai chờ trên mẹ chờ trên mẹ mã Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã thực hiện các nhân đức đến mức độ anh hùng. Cũng tin Vatican, Tòa Thánh và Cộng hòa Liên hiệp Myanmar đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp đại sứ về phía Myanmar và sứ thần về phía Tòa Thánh. Caracas, Đức Hồng Y Porras Cardoso, Tổng giám mục giáo phận Merida bên Venezuela, tố giác nạn bạo lực tiếp tục gia tăng tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kg, tức là 31m25 và 11.900 kg, tức là 25m21 ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kg, tức là 31m38 và 11.945 kg, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia, chúng tôi xin lập lại Trần Phúc Nhạc Radio Vatican xuống hàng 00120 Vatican Roma Italia quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam Laudeur Jesus Christus ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.